Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Video Shop. Đấy. Này. Đừng vô, cái gì vậy anh? Chào mọi người. Đây là món quà chắc ông già đây tặng. Oh. Ông già đây tặng dịp cuối năm đây. Đây, cùi thử cái này, chắc nãy cùi rồi, bây giờ cùi lại cho mình coi. Cái con già tặng nha. Đây. Gì đó. Đây là có hoa đường. Bên bên công ty địa chỉ miền Nam. Gì đây? À, bỏ con bên đi. Nhiêu tiền? À, tổng đơn là 7.570.000. Nói cái này là mình thích rất là lâu rồi. Hôm nay có dịp sửa hữu nó. Đa đồng nguyên trọng bộ máy băng vít và máy máy toàn động lực Milwaukee 12. Đây, cái gì cuối năm thì được bên hãng và tặng cho hai cái áo luôn. Kêu mua trọng bộ. Áo đội chết luôn. Áo đội của Milwaukee luôn. Áo đặt đó thì mặc cái bồ nha. Size M hơi bị rộng rồi, là size S rồi, ok. Giống cái thùng luôn. Nhanh mặc vô giống cái thùng. Đúng không? Cũng vừa hả? Nhìn to mặt cũng hơi rộng chút đây. Rồi. Ồ, có cả hai thùng bia nữa. Hai thùng bia bút bà dưa. Hai lóc. Rồi. Màu đỏ chói luôn. Tối nay giao thừa nhậu luôn. Được. Có hình biết thử nguyên cấp đồ đầy đủ. Wow. Rồi, đây. Tối nay là rửa hai cái lóc bia này với cái lóc này. Ok. Bây giờ mình thử vui nha. Vui hợp cái này ha. Đây, máy khoan động lực Milwaukee 12. Đây chức năng thì nó nằm phía bên này. Lực siết 44 newton. Rồi còn lại thì tí mà chị hiểu ở có led. Rồi kích cỡ lớn nhất của mũi khoan là 13. Tốc độ búa là 25.000. Rồi chiều dài. Chiều dài rất là ngắn luôn. Có 168 như là khoảng 16 cm. Rồi, có cái công nghệ Redlin Bluetooth gì của hãng này là công nghệ cái gì đó nha, chống xả nọc đột ngột của pin và giữ cho pin sẽ lâu hơn. Hay quá. Đây, bên trong catalog. Đây phiếu mua hàng của mình, ghi danh ghi ra phiếu mua hàng, ngày mua hàng đây, ngày cuối ngày luôn nha. Kết thúc 2019 luôn, có món quà đây. Hey, bánh tôi nha. Tôi có cầm rất là chắc chắn. Bánh luộc sẵn nó đem. Đây là cái catalog riêng của hãng. Cái catalog của hãng này. Nhiều chưa? Tất cả những cái sản phẩm của hãng Milwaukee họ bán. Bên này nhé. Chuyên về dụng cụ và máy bắn với máy cầm tay bằng pin. Một cái máy nữa là mình tại mình đặt hai cái máy lần. Cái này là cái máy băng vít, kia là máy. Còn mới tên luôn nha. Nó cực kỳ gọn. Rất ngắn luôn. Không, nó không dài như những cái dòng máy khác là rất là dài, cái này rất là dài. Còn những cái này là toàn là máy không chỗ thân nha. Không có chỗ thân. Không có chỗ thân là sao? Cái đó tí mình chắc không đó đi. Này, không, khán không. Giả cần biết sao chưa? Không, những người chuyên ngành họ cho là biết là không cho thang thì là họ hiểu cái máy họ làm nha. Rồi tiếp theo là pin. Cái này là pin 2.0 thôi, mình đặt pin 2.0 cho nó gọn. Trong đó nó có dòng pin là 4.0 và 6.0 nữa, nhưng nó sẽ to, nó từng tầng. Mình không có xài, mình chỉ xài, nói chung mình xài không nhiều lắm. Nên là 2.0 là được rồi. 2.0 là xài được bao lâu? Chưa biết nữa. Đây, 2.0. Xài bao lâu thì tùy mình xài thôi. Bắn nhiều bắn ít thôi. Nhưng mà chắc lâu rồi. Đồ hẳn mà. Ừ, giống cái súng nè. Đây.
cái đèn này tí nó sẽ tự tắt. Đây, cái này nó có nhiều chức năng. Nó chất búa này. Đó, này. Thế này chỉnh lực, đây chỉnh xong chế độ búa. Xem mình làm đúng. Lực này. Đây, chỉnh là búa này. Cái này là khoan này, khoan bắn đứt này, búa này. Tí nữa mình sẽ gắn cái mũi phong cho các bạn thử xem cái gì. Rồi cũng đang làm đấy. Cũng pin không hả? Cái gì vậy? Pin. Đây, pin 2.0 về. 24 W trên giờ. Này. Pin 2 W. Ok. Ok. Tại sao hai cây là giống nhau hay khác nhau? Hai cây khác nhau sao? Khác nhau chứ. À. Cây này là không biết, còn cái này là có động lực. À. Cũng có thể kiểu bắt đầu biết chơi đó cũng được, nhưng mà chỉ bằng dòng tiền luôn. Mang động lực mà không cần điện luôn hả? Ghê à? Ừ. Có nó có cái nào búa đó mà. Nó khoan ti nổi không? Chắc hơi xui chứ không đâu. Khoan loa hả? Rồi đây là còn nữa hả? Còn cái gì đó nữa? À đây cục sạc. À, cục sạc. Nó căng luôn nha. Đây là chuyển đổi. Ủa có đầu chuyển đổi luôn. Chuyển đổi 3 cháu luôn. Cái này là sạc thường thôi, dành cho những cái model M12. Còn nó có cái loại sạc nhanh nữa, nhưng mà không mua sạc nhanh thì giá nó mắc hơn, mình cũng không có xài nhiều. Đây 12V 3A. Cái này mình có đọc sơ qua rồi. Đối với những cái pin mà 2.0 cái này mình sạc khoảng tầm 40 phút. Còn những cái dòng 4.0 mình có thể lên tới 1 tiếng. Thì mình xong chưa? Ừ. Xong chưa? À, đó, à, sạc vô, sạc vậy hả? À nãy mình nói này, nó có một cái bên hông, nó có cái móc này. Cái quần này. Ừ, móc vô lưng quần. Đúng rồi. Nó cả thì có nó móc lưng quần. Ừ, giống ngắn súng à. Đúng rồi. Rồi, nếu các bạn quan tâm thì hãy ghé tới công ty đâu? Của phần đồ nghề Việt Nam. Đây, công ty của phần đồ nghề Việt Nam. Quảng cáo miễn phí luôn. Ok. Cái địa chỉ nó nằm ở quận 6. Rồi, giờ làm cho Long Bia. Anh biết. Ủa đúng hả? Ờ. Chị nó nghe máy kìa. Đẹp trai hả? Good. Happy New Year. Happy New Year. Cảm ơn bạn đã xem hết video trên kênh của shop mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay nhất. Và có ai muốn mua hàng thì giới thiệu giúp shop mình với. Số điện thoại liên hệ ngay bên dưới tiêu đề video nhé.